Ở đây thì có những cái skin nè, đó. Ô trời ơi. Đẹp dữ vậy trời. Ôi ôi. Chắc con này mình phải nghiên cứu lại quá. Ôi ôi. Cá voi nè. Ô con này không đẹp. Ô. Đẹp ghê các bạn. Ghi có cỡi không lắm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT của mình. Thì hôm nay mình sẽ review một con game mới. Nói nó mới vậy chứ mình cũng không biết là nó mở khi nào nữa. Đó, nhìn đồ họa của nó đẹp không? Trời ơi, nhìn hình ảnh là thấy hấp dẫn rồi. Các bạn bấm vào đó thì nó sẽ chuyển qua chúng ta một cái kênh đăng ký nha. Server thì không biết có hay hay không mà mình thấy vô thì có nhiều người chơi và nó lắc nha. Các bạn bấm vào đây nè nha. Bấm vào đây nè nha. Đó, ở trên này dòng thứ nhất là chúng ta nhập tên đăng nhập. Tên đăng nhập thì phải có chữ và số nha các bạn. Ở dưới là pass. Dưới là nhập lại. Đó, vậy là ok các bạn. Giờ là bấm vào đây. Nó sẽ hiện cho chúng ta một cái bảng ha. Cái bảng này thì bấm bỏ. Xong rồi bấm vào cái chữ màu xanh. Rồi đó, nó có ba cái server nha các bạn. Giờ chúng ta chơi cái server mới đi. Trời vừa vô nhìn, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nó tưng kìa. Bây giờ nó lắc lư kìa, chịu sao mà nổi. Trời ơi. Còn đây là nhân vật nam nè. Nhìn ngầu ghê không? Đó, hội đẹp trai phong trần dễ sợ. Trời ơi, có sừng nữa nè. Ờ, bị cấm hai cái sừng nữa chứ. Chúng ta chơi nhân vật nữ đi ha. Đây là chọn cái gì, quốc gia hay gì, chọn màu đỏ để cho anh đẹp. Đó, vừa vào game thì nó cho chúng ta là VIP 12 này nha. Ôi, con bé mặc bikini chạy rồi các bạn. Đây có hư nè. Đó, nó cho chúng ta là 80.000 vàng, ở lộn 80.000 kim cương. Có bộ đồ mặc này nè các bạn. Thế ông server cũng đông đông vui lắm chứ bộ. Ở đây là cái shop gầm ơi nha các bạn. Đây nạp rồi đó, nạp 10 tệ thì được mò mua cái này ha. 50 tệ thì được cái này ha. 100 tệ thì được mua cái này. Đó, 200 tệ. 300 tệ, 500 tệ luôn hả? Cái cuối cùng là bao nhiêu đây? Ồ, 1.000 tệ. Tính sơ sơ 1.000 tệ chỉ có 3 triệu mấy thôi các bạn à. Nó rẻ mà. Còn VIP 12 này đó, mua được cái này. Cái này là cái gì ta? Mình cũng chưa dịch cái này nữa. Không biết là nó kêu cái gì đây.
full VIP nha các bạn. Có con ngựa rồi nè, bấm vào đây. Bấm vô. Chưa có nữa hả? Lắc rồi. Đó, hồi nãy nó bị lắc nha các bạn. Thoát ra vào lại thì nó là bình thường nè. Tại server thấy nó cũng đông vui, nhiều người chơi quá nên nó lắc vậy đó. Mà thiệt chơi game mà nó lắc bực bội nó sao. Mình nghĩ chắc là do cái game này nó đồ họa nó đẹp nè. Mới level 18 à. Mình nghĩ cái này chạy nó cũng nhanh các bạn. Nó bấm vào đôi dài cho nó bay cho nó lẹ. Con game này hiện tại thì mình thấy nó hay đó. Đồ họa đẹp nè, nhưng mà nó hơi lắc và hình như là chơi thì chắc phải nạp tiền rồi. Cái tỷ lệ nạp thì chút mình sẽ để ở dưới phần dưới cho các bạn nào muốn nạp thì tham khảo nha. Mình chắc cũng sẽ làm một cái group nho nhỏ để cho anh em vào comment hay là biết thêm về game, trao đổi hay là muốn nạp gì đó. Mình sẽ để ở phần dưới. Ham Lâm mà này chưa mở được con ngựa nữa. À mở được kìa các bạn. Mình thấy cái này nó lên level có bộ cũng lẹ đó các bạn. Nó lên nhanh đó chứ. Để coi ở phía sau nó có con gì đẹp. Hình như nó không cho mở các bạn ơi. À, xuống dưới coi mấy cái skin của chiếc xe nè. À, cái này là cái con bé đi theo mình này nha các bạn. Hình như con này nó cho phi nữa nè, phải không ta? Bấm vô không được nè, vậy chắc không phải rồi. Cho con này được hai cái skill nè. Ở đây thì có những cái skin nè, đó. Ô trời ơi.
Đẹp dữ vậy trời. Ôi ôi, chắc con này mình phải nghiên cứu lại quá. Ôi ôi, cá voi nè. Ôi con này không đẹp. Ô đẹp ghê các bạn. Cái gì có cỡi khủng long nữa kìa. Trời ơi, ngồi bên giống ngồi xe kìa. Trời trời. Hai con đều khủng long. Thấy ngồi chiếc xe này được nè, ngồi cá voi, con cá voi là thấy được nè. Đó, con khủng long nhìn cũng được nè. Trời ơi, đồ họa đẹp quá thiệt chứ. Ờ, hai ba cái bộ đồ luôn. Thôi chắc mình tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để theo dõi những game mới tiếp theo nha. Ở đây gì nè? À, bấm vào đây nữa. Ok. Gì nữa đây? À, nhận thưởng nè các bạn. Ủa, chưa được nhận nữa hả? Phải bấm vào đây hả? Rồi, bấm vào rồi đó. Ờ, phải bỏ nữa hả? Mở lên lại. Gì vậy? Gì vậy? Giết quái vật hả? Ô, mình triệu hồi được con này luôn nè các bạn. Ô, có con quỷ nữa kìa. Ồ, ô. Ok, thấy game này ngon rồi đó. Nhưng mà nó hơi lắc các bạn à. Nó là lắc banh bọng luôn. Ý, cái gì kìa, cái gì kìa, cái gì kìa, mới thấy cái gì kìa. Lẹ lên, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, ai dục kim cương lum kìa, ai dục kìa, ai dục kìa. Ừ, lượm được rồi, lượm được rồi, lượm được rồi, lượm được rồi, lượm được rồi. Hết rồi thiệt chứ. Trời ơi, lượm được. Ủa, có một viên kim cương à. Trời ơi, tưởng cái gì có một viên kim cương. Nhưng không sao các bạn, hãy 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 lượm được kim cương không khóa là thấy ngon rồi đó. Ngày thứ nhất nè, ngày thứ nhất là được cái túi vàng với túi Acep nè. Không biết là gì để chúc dịch sao. Ngày thứ hai, thứ ba. Ồ, ngày thứ tư được chiếc nhẫn. Thứ năm được cái skill. Thứ sáu thì được cánh. Thôi tạm thời test vậy thôi. Bye bye các bạn nha. Mình sẽ để cái link group ở dưới. Đó, các bạn chơi thì vào đó trao đổi game nha. Chứ mình thấy con này là thấy đẹp rồi đó. Server chơi mà nạp tiền vậy là chắc sống lâu á. Nhưng mà tiếc là mình không có hiểu cái ngôn ngữ của nó thôi. Á, đồ quýnh một cái rồi. Thôi. Chơi chơi. Ngon vậy. Một phát một các bạn à. Ôi trời.
Thôi, quay riết. Thời gian dài rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Gì nữa vậy? Cái này là bắt phải nạp tiền rồi, bỏ đi. Thôi mình ốp đây. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nha, để biết thêm thông tin của nhiều game mới nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.